Tối mùng 4 tháng 11, một ngôi nhà ở Sơn Tây, Hà Nội bất ngờ đổ sập sau khi nhà hàng xóm bên cạnh đào móng xây nhà. May mắn vụ việc không gây thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 tại số nhà 60 Quang Trung, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Vào thời điểm trên, thửa đất số 60 đang tiến hành đào móng xây dựng nhà mới. Chủ nhà là bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1941. Lúc này, ngôi nhà số 62 kề bên bị nghiêng và đổ sập hoàn toàn ngay sau đó. Được biết chủ nhà bị sập là ông Nguyễn Đức Toàn, sinh năm 1967. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thị xã Sơn Tây có mặt di chuyển người ra khỏi vị trí nguy hiểm. Thiệt hại tài sản chưa ước tính do hai bên gia đình đang thương lượng giải quyết. Thưa quý vị, ngay sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chính thức điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân với mức mới là 2.103,11 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT từ ngày 11 tháng 10. Mức điều chỉnh này tương đương với mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Thì nhiều chủ nhà trọ, chung cư mini tại Hà Nội đã thông báo điều chỉnh về giá điện. Chỉ vài ngày sau, nhiều chủ nhà cho thuê phòng trọ, chung cư mini đã thông báo tăng giá điện. Giá điện mà người thuê phải trả dao động ở mức 3.000 đến 4.000 đồng 1 kWh, thậm chí có nơi lên đến 5.000 đồng 1 kWh. Trong khi đó, EVN cho biết Bộ Công Thương đã quy định rõ việc áp giá điện cho đối tượng sinh viên, người lao động thuê trọ. Trường hợp thứ nhất, sinh viên và người lao động thuê nhà, bên thuê không phải là một hộ gia đình, áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, 101 đến 200 kWh là 2.271 đồng 1 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ, không tính theo lũy kế. Trường hợp này áp dụng cho người ký hợp đồng thuê nhà dưới 1 năm và chủ nhà không thực hiện kê khai số người sử dụng điện. Trường hợp thứ hai, khi chủ nhà kê khai được đầy đủ số người thuê thì cứ 4 người thuê nhà được coi là một hộ gia đình để áp giá điện sinh hoạt như một hộ dân bình thường. Giá sẽ là 1.893 đồng với 50 kWh điện đầu tiên, chưa bao gồm thuế VAT. Những kWh tiếp theo sẽ được tính theo biểu giá lũy tiến mới cập nhật từ ngày 11 tháng 10. Trường hợp này áp dụng cho trường hợp có ký hợp đồng thuê trọ 1 năm trở lên, có đăng ký tạm trú, thường trú, hoặc trường hợp thuê dưới 1 năm, có đăng ký tạm trú và chủ nhà kê khai số người sử dụng điện. Các trường hợp chủ nhà thu tiền điện người ở trọ giá cao hơn quy định sẽ bị xử phạt khi bị phát hiện. Cụ thể, phạt tiền 20 đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao và tình hình nguồn cung năng lượng đang gặp nhiều thách thức, việc tiết kiệm điện không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Không chỉ đơn thuần là việc tắt đèn, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, mà nhiều mô hình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đã được người dân, doanh nghiệp và các đơn vị triển khai, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, tiết kiệm điện năng lượng, tiết kiệm được chi phí sinh hoạt trong gia đình, đồng thời góp phần giúp cho môi trường xanh sạch hơn. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Yên Bái. Lựa chọn các thiết bị đồ dùng điện tử như TV, tủ lạnh, bếp từ sử dụng công nghệ điện, inverter, sử dụng bóng đèn LED tiêu hao ít điện năng hay tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng là cách mà gia đình bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Văn Toàn, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đang thực hiện nhằm tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giảm chi phí tiền điện mỗi tháng và tăng tuổi thọ của các thiết bị điện trong gia đình. Thì lúc nào cũng luôn luôn lấy tiêu chí tiết kiệm điện là hàng đầu. Thế nên là trong những cái phương tiện mà về phần chiếu sáng thì gia đình là sử dụng toàn bộ những cái bóng là bóng đèn LED để cho nó tiết kiệm điện. Mặc dù là những cái bóng điện này cái công suất của nó rất nhỏ nhưng mà độ chiếu sáng của nó là đủ sáng để cho gia đình trong sinh hoạt. Với khuôn viên rộng lại ở gần mặt đường giao thông đi lại để thắp sáng, gia đình ông Toàn đã thay thế hoàn toàn các bóng đèn sợi đốt bằng đèn sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời. Dù chi phí ban đầu có cao hơn, song độ bền của các loại đèn này lại lâu hơn gấp nhiều lần so với bóng đèn sợi đốt. Thời gian sử dụng trong ngày có thể kéo dài đến 10 tiếng. Đèn có hệ thống cảm biến ánh sáng nên tự bật điện khi trời tối.
đồng thời hạn chế được tình trạng mất an toàn khi sử dụng điện có thể xảy ra như chập, cháy nổ và vẫn có ánh sáng khi nguồn điện lưới bị cắt. Dùng năng lượng mặt trời thì tôi dùng các cái bóng như là khoảng vài trăm watt thì cũng là một trong những cái tôi cho rằng là với chúng ta nên mỗi nhà có một cái để chúng ta sử dụng để cho cả cái khu phố hoặc là cái khu đấy là có một đủ ánh sáng cho bà con có thể hoạt động. Tuyến đường điện năng lượng mặt trời này thì giúp cho nhân dân cũng là đi lại đảm bảo an toàn. Thứ hai là không tốn tiền điện, cũng như là hài hòa với thiên nhiên và tuổi thọ cũng rất là cao, bền cũng như là dễ lắp đặt rồi dễ di chuyển. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã thay thế toàn bộ bóng đèn sợi đốt bằng 634 bóng đèn LED trên một số tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng. Việc triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng mô hình điện chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn LED đã giúp cho thành phố Yên Bái tiết kiệm hơn 50% năng lượng so với sử dụng đèn chiếu sáng thông thường. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED thế hệ mới còn tích hợp tủ điều khiển thông minh, cho phép quản lý giám sát điều khiển từ xa bằng phần mềm được cài đặt trên thiết bị di động thông minh và có thể kết nối với trung tâm điều khiển thông minh của các đơn vị quản lý chiếu sáng công cộng. Từ khi hệ thống chiếu sáng công cộng được đầu tư thay mới, người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn, đồng thời đáp ứng mục tiêu tiết giảm điện năng tiêu thụ và chi phí quản lý vận hành trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, góp phần bảo vệ môi trường và làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố. Đối với hiệu quả dự án mang lại như này thì cũng mong rằng là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cũng như các cấp chính quyền cho mở rộng ra đối với các cái tuyến đường khác nữa. Thì tại vì hiện nay mới đầu tư được 6 tuyến lõi trong thành phố. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng nhân rộng mô hình chiếu sáng công cộng thông minh tại một số tuyến đường khác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, góp phần thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng xanh sạch, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi người. Mặc dù cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng cuộc gọi rác làm phiền người dân, nhưng hiện nay các cuộc gọi chào mời dịch vụ lẫn lừa đảo đang có dấu hiệu bùng phát nghiêm trọng hơn. Theo các chuyên gia an ninh mạng, các cuộc gọi rác hiện nay đang được cập nhật thông tin cá nhân rất nhanh. Ban đầu đối tượng liên tục spam tin nhắn cuộc gọi, tạo lập kênh thông tin giả mạo, mời chào người chơi. Và sau đó thì chúng sẽ lôi kéo người chơi vào hội nhóm trên Telegram, Zalo để đầu tư số tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, rồi dần dần nâng mức đầu tư lên. Vì tin tưởng sẽ rút được tiền và kiếm thêm lợi nhuận một cách dễ dàng như lần đầu, nạn nhân nộp tiền nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ định của các đối tượng lừa đảo. Chính những chiêu thức này khiến rất nhiều nạn nhân đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo với số lượng tiền lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng tuyệt đối, chúng sẽ tung ra các thông tin giả mạo về việc thua lỗ để dụ dỗ nạn nhân tiếp tục đầu tư nhằm gỡ gạc. Đây chính là những cái bẫy nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân một cách dễ dàng. Trung tâm ứng dụng khẩn cấp máy tính Việt Nam VNSUS cũng ghi nhận tình trạng cuộc gọi rác mạo danh cơ quan công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân để kích hoạt giúp tài khoản cập nhật hộ khẩu điện tử cũng hết sức phổ biến.